Máy bay Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Brazzer Tandy. Chú ý hàng bên mình hàng Nhật điện 110, thế nên khi dùng mình phải cắm dây máy và cục đổi nguồn. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn đánh chốt chỉ. Công tắc để bật máy đây. Suốt này, bật nắp này ra. Cắm vào cọc suốt này, cọc suốt rồi, cọc sắt này này. Hết cỡ này. Cho chỉ vào đây. Chặn hết này vào. Đấy, đi chỉ đánh suốt thì đi theo cái sơ đồ 1 này. Đấy, ra cái chỗ cái suốt này. Đấy, móc hẳn vào đây. Đấy, thẳng ra này. 2 này, 2 thì thẳng xuống này. Đấy. 3 này, có sơ đồ bên này hết. Quấn cùng chiều, ngược chiều kim đồng hồ nữa. Đấy, quấn tầm vài vòng như đấy cho nó chắc. Rồi, sau đó mình ấn nút tắt bật này. Tốc độ. Đấy, tốc độ nhanh này. Đấy, tốc độ nghe rất là êm. Đấy, lúc nào đến lượt chỉ mình đủ rồi thì mình ấn dừng. Đấy, rút ra. Còn đi chỉ may này thì mình cầm đầu này mình rút ra hết đi nhá. Đấy. Đầu tiên đi chỉ may là mình cần phải nâng cái cần nâng hạ chân vịt này nâng lên. Đấy. Đi một này, đi theo sơ đồ này thôi, một này, hai này. Đấy. Ba này, ba nó vẽ xuống đây vuông góc lên lên. 4 này, 4 là mình vắt bên phải qua bên trái qua cái mỏ giật kỹ trong này, trường hợp nó nằm ở dưới thì mình quay bánh đà này, quay bánh đà cho lên cao. Đấy, lên cao này, mình vắt từ bên phải qua bên trái đi thẳng xuống đây cái mỏ sắt này. Đấy. Đi thẳng xuống 5 này, 5 ở đây móc vào cái cửa sắt này. Đấy. 6 này, 6 thì mình cầm hai tay thế này. Đấy, mình cũng móc vào đây. Móc từ bên phải qua bên trái. Còn 7 là mình sâu chỉ qua kim. Thì mình dùng cái hỗ trợ sọ chỉ này, bên mình có video riêng rồi. Đấy, nhớ là lúc đi chỉ thì mình còn phải nâng chân vịt lên. Đấy, còn suốt dưới này, mình cầm sợi chỉ thừa nằm phía bên trái này. Đây, chỉ thừa nằm phía bên trái bên này. Suốt quay theo ngược chiều kim đồng hồ, lắp vào, để nguyên như thế, lắp vào. Đấy, gài vào cái rảnh ở phía trước mặt mình, phía trước mặt nó có cái rảnh giống cái sơ đồ bên này đây. Đấy. Đấy, cho nó lọt hẳn vào cái khe sắt nhá. Giờ mình lấy chỉ dưới lên, một tay mình cầm sợi chỉ trên, cầm căng này. Hơi chắc ra phía bên trái, một tay mình quay bánh đà hướng vào lòng mình. Quay một vòng cho kim đi xuống, rồi kim đi lên. Đấy, nó sẽ lấy chỉ dưới lên. Mình chú thẳng cái sợi chỉ dưới lên nhé. Sau đó cho hai sợi chỉ vào giữa chân vịt rồi ra phía đằng sau. Để mặt sắt, mặt nhựa này vào. Đấy. Cho vải vào. Hạ chân vịt xuống, chọn đường may này. Đấy, chọn đường may thì nó sáng được những cái số ở trên này. Đấy, ví dụ số 3 này. Đây là điều chỉnh màu thừa, độ rộng chính xác. Mình ấn nó chạy thôi. Nhớ là đánh suốt xong mình đẩy nó này vào. Đẩy này là cọc này nó quay nhá, kim nó không chạy, đóng này vào thì kim nó mới chạy được. Tốc độ nhanh chậm đây. Tốc độ chậm đây, tốc độ nhanh. Bên đầu bên phải máy này thì chắc chỉ bên này được. Đây, máy rất là đều, còn đẹp, mặt trên mặt dưới này. Này mình mở ra để điều chỉnh căng chỉnh chỉ đây nhá. Bật nắp này ra, càng đậm là càng căng, càng nhạt là càng trùng. Tùy loại vải để mình điều chỉnh thôi. Mình may sang đường số 4 đi. Đường zigzag này.
Đấy, màu thừa này, đổ đi giặt. Đây may đây rất là đều và đẹp. Đường này là đường zig zag mà cứ may đi mà mặt trên mặt dưới. Mình sẽ chạy thử một vài đường như này nữa cho nó vui. 6 rồi. Máy chưa quay này mình để tốc độ chậm ra. Nhanh thì mình để tốc độ nhanh nha. Mình ca được máy luôn. Đường này gọi là đường cái đường chặn chân đấy. Mình có thể dùng đường này để cho hai miếng vải vào mình chập máy đường chạy vắt sổ cũng được. Vừa may vừa vắt sổ luôn. Thay kim này mình đây mình quay cái bánh đà bên hông này cho xuống cái tầm con ốc này mình dễ cầm mình vặn ra. Đấy, mình vặn ra này, một tay mình giữ kim vặn lỏng con ốc này ra. Đấy. Kim gia đình thì nó có hai mặt, một mặt là mặt tròn, một mặt là mặt vát hay là mặt vát thì mình cho về phía ra sau, còn mặt tròn thì hướng về người mình ngồi. Sau đó mình lắp vào, đậy nó cao lên, cao hết cỡ, phản con ốc này chặt vào, thế là được. Còn thay chân vịt này, đầu tiên thay chân vịt thì nâng chân vịt lên. Đấy, nâng cao lên. Phía đằng sau chân vịt thì nó có một cái gờ đây, gờ nhựa màu đen đấy, mình ấn nó vào phía vào người mình ngồi. Đấy, nó tự động nó rơi ra, thì chân vịt nào nó có cái chốt ngang bằng thép tròn như này. Còn cái mỏ chân vịt thì nó có một cái khe rộng. Đấy, tay trái mình cầm chân vịt điều chỉnh cho hai cái này trùng nhau, còn tay phải thì mình hạ cái cần nâng hạ chân vịt từ từ xuống. Đấy, trùng nhau thì nó tự động nó ngập vào nhau thôi. Đấy, rất là dễ dàng. Chung mình nhớ cắm qua đội nguồn này.